chiếc này đừng dính cây nha cả nhà. Mắm xin chào cả nhà. Hôm nay mắm đi dây chài cả nhà ơi. Chiều nay không có gì ăn hết rồi, mắm đi dây chài kiếm cá hay dì cháu ăn nấu cơm ăn. Rồi mắm cái chài đi dây chài những năm mà bắt làm chuyện rồi. Mắm giải hay không? Giải rồi quăng xuống xuống mương luôn. Yeah.
cây người ta không có bức tượng nữa. Ôi 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 vô rồi, vô rồi, vô rồi. Wow, được hai ba con luôn gì đó. Ủa, chiều nay ăn cháo ngon rồi. Ôi ơi trời ơi, mớm hay vô cả nhà. Tưởng tượng cho bá lửa hai con luôn nè. Trời hết sức đã luôn. Gì mà nói mớm biết trời. Còn con nhỏ rồi để mớm thả xuống lại. Con nhỏ mới thấy đâu à. Rồi. Ê ba. Có nhóc không ơi? Muốn tưởng không à? Giờ con kéo cà phê đó. Dính vừa khô không vậy? Cái kéo dài này sao dính vừa khô, hay dính cá nữa. Rồi dính có hiểu không? Dài này dễ chết quốc rồi. Rồi giải nhiều dính hàng cá uống tượng rồi. Còn cá lau kiến rồi cả nhà ơi. Hai vị cháo mắm chiều nay ăn đủ rồi. Hàng cá uống tượng hết sức ngon luôn cả nhà ơi. Để hồn mắm giặt núm lấy cá bóng cho cả nhà coi nha. Còn cá lau kiến uống quen rồi. Còn hết sức ngon rồi cả nhà ơi. Cá uống tượng này mà chừng tương cái ha. Còn gì nói nữa. Cái này nó có trứng gì vậy nè. Còn cái này chín nè. Ôi trời. Còn cái giò có mớm luôn á. Nó mập nó ú ghê không. Thôi nhiều hai con cháu đủ ăn rồi. Nhiều hai con cháu tưởng là Hụt cũng có mồi ăn, mồi nấu cơm ăn rồi. Giờ mớm xin thúc video tại đây. Cả nhà nhớ ủng hộ kênh của mớm một like, đăng ký, chia sẻ cả nhà. Mớm xin chào cả nhà.